Dạ anh kia em chuẩn bị anh lên hai cái cây xà cừ nha các bạn. Em lên cây bên đây trước nha. Hôm nay nó có đường dây điện luôn các bạn. Có mấy nhánh vô anh mấy nhà. Bên để phát quang mà phát quang cái đường tỉnh lộ 943 Thổi Sơn đi ra thành phố Long Xuyên nha. Xe chạy rất là nhiều luôn. Anh kéo máy luôn các bạn, anh nhẫn dài cái bằng ủi nhỏ các bạn. Nguyên nhân lớn luôn. Định qua cái nhánh mình dưới nhà thôi. Nó có đường dây điện nha. Nguyên nhánh lớn các bạn. Wow. Quá im luôn rồi. Nghe giữa sang luôn. Quá yên luôn. Thầy quét cái miếng thiết đây rồi. Các không gọi dây điện thì rất là khéo luôn. Có cây khó cứ liên hệ với số điện thoại của anh Kiệm nha.
cũng có thể chưa đáp ứng những cái cực kỳ khó nữa. Cái đoạn qua chơi vừa nhẹ qua khỏi gì.
nay có hai anh bên kia xanh hỗ trợ luôn, hai anh đứng chặn xe giúp nè, hai anh đứng nữa. Quá trời xe lớn chạy luôn. Vô trong cũng vô gặp dây điện hôm nay có hai vợ chồng anh lấy miếng nhỏ luôn nha bạn, có xe ngựa chở về nhà luôn nha. Lớn luôn.
gọn nha bác, không cần treo gì hết nha. Hơi giặt dây điện rồi, dây này hơi lớn mình cũng đỡ, ít ảnh hưởng. Có lẽ là anh bấm cái nhánh lớn rồi luôn. Trước mình có quay nữa, quay sạc vàng để mình bứng về đây. Gió hả? Không cho sụ luôn rồi. Xuống rồi anh bấm tới đâu nha bạn. Đèn gì mà cũng khá đơn giản vậy anh nha. Oh.
đâu hả? Đây ơi, rồi chạy đi, chạy đi. Tiếp theo của mình nha. Bye bye các bạn nha.